Quý vị, kính chào quý khán giả mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, rải rác mưa vừa có nơi mưa to, đề phòng dông sét gió giật mạnh, ngày nắng chán đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 34 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Thưa quý vị, khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu. Mây thay đổi đến chiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 94%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Co Dầu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi đến chiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào, có mưa vừa và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ C, độ ẩm 94%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 91%. Khu vực phía tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa nhỏ, chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C độ ẩm 92%. Khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hoa Thành, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào, có mưa vừa và dông, ngay nắng chán đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 94%. Cảnh báo, mưa dông kèm theo nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh, lốc sét cây cối cải độ cây nguy hiểm cho người dân. Đồng thời, mưa lớn có khả năng gây ngập úng vùng trụng thấp đô thị, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại. Mực nước cao nhất tại cô dâu sông Vàm Cỏ Đông từ 0,95 đến 1 m Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các huyện, thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, các nhà khoa học đã tạo ra cây bút với kích cỡ siêu nhỏ, có thể viết trên mặt nước như trên giấy. Nhóm các nhà khoa học quốc tế phát triển chiếc bút dạng hạt nhỏ 50 micromet làm bằng vật liệu đặc biệt với khả năng trao đổi ion trong chất lỏng. Thiết bị này không chỉ là một thành tựu về công nghệ mà còn mở ra những tiềm năng mới trong nghệ thuật và khoa học. Như chúng ta đã biết, nước không phải là môi trường được ưa chuộng để viết lách vì liên tục dịch chuyển và cuộn xoáy, khiến mực nhanh chóng bị kết toán và mất hình dạng. Tuy nhiên, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học John Hannes Đại học Kỹ thuật Domain Đức và Đại học Khoa học Công nghệ Hazong ở Trung Quốc đã tạo ra một phát minh độc đáo cho phép viết trên mặt nước. Thiết bị mới là một hạt nhỏ chỉ rộng 50 micromet làm bằng vật liệu đặc biệt với khả năng trao đổi ion trong chất lỏng, tạo ra các vùng có độ pH tương đối thấp. Sau đó, các vết tích của hạt lơ lửng trong nước được hút tới dung dịch có tính axit, từ đó có thể tạo ra các đường nét liên tục. Để giữ cho chữ viết ổn định, bút sẽ dịch chuyển nước xung quanh hạt, thay vì dịch chuyển hạt trong nước. Ban đầu, việc này được thực hiện thủ công, nhưng sau đó nhóm nghiên cứu đã sử dụng thiết bị lập trình trước. Nhà vật lý Thomas Barber đến từ Đại học CGU thông tin, trong vùng nước không lớn hơn một đồng xu euro, nhóm nghiên cứu của ông đã tạo ra một mẫu hình giống cơ nhà đơn giản với kích thước ban đầu dấu chấm của ký hiệu Y trong cỡ chữ 18 bon, sau đó quan sát dưới kính hiển vi. Nhưng nhóm nghiên cứu của ông vẫn chỉ đang ở giai đoạn sơ khai. Kích thước siêu nhỏ của chiếc bút và việc nước dịch chuyển xung quanh nó thay vì ngược lại, đảm bảo chất lỏng được giữ ổn định nhất có thể. Các đường nét vẫn hiển thị suốt 15 phút và có khả năng tạo ra nhiều hình dạng khác biệt nhờ sử dụng những kỹ thuật ánh sáng để kích hoạt hoặc chấm dứt sự trao đổi ion. Ngoài thí nghiệm vật lý, nhóm chuyên gia còn nghiên cứu một số mô hình lý thuyết để tìm ra các cơ chế cơ bản Họ cho rằng có thể mở rộng kỹ thuật này sang những loại bút khác, ví dụ bút làm bằng laser có thể tự hoạt động trong nước. Một thông tin khác của nhà vật lý Benno Blixen đến từ Đại học Kỹ thuật Doman ở Đức cho biết, điều này thậm chí có thể cho phép viết song song các cấu trúc trong nước, nhờ đó cơ chế mới sẽ giúp tạo ra các mẫu hình phức tạp trong chất lỏng. Dù vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, loại bút mới có rất nhiều tiềm năng, từ việc tạo ra các loại hình nghệ thuật mới cho đến khả năng lần theo các dấu vết hóa học khi di chuyển trong chất lỏng, nhóm nghiên cứu cho biết phương pháp mới mở ra con đường linh hoạt để viết, vẽ và tạo hình trong chất lỏng. Công trình này không chỉ là một bước tiến về công nghệ mà còn là một sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật, mở ra cánh cổng cho sự sáng tạo không giới hạn trên mặt nước. Quý khán giả thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.